Vâng ạ, xin chào các anh chị và các bạn. Bài học này tôi sẽ nói về một cái kênh bán hàng, một cái cách thức bán hàng thì đúng hơn. Đó là chúng ta sẽ sử dụng voucher hay còn gọi là phiếu mua hàng. Thì có lẽ voucher là một trong những cái giải pháp bán hàng và tăng trưởng doanh số khá là phổ biến của hầu hết tất cả những ngành hàng, từ bán lẻ cho tới bán buôn cho tới tất cả những cái sản phẩm trong ngành dịch vụ cũng như là ngành hàng hóa, chúng ta đều sử dụng các voucher. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào và cách thức ra sao thì đây là một số câu chuyện ngắn để cho các anh chị hình dung ra. Và có rất nhiều người nói với tôi rằng là tôi đã sử dụng voucher, phát ra hàng vạn chiếc voucher nhưng không hiệu quả. Bởi vì sao ạ? Họ phát ở cổng trường, họ phát ở các trường cấp 1 nếu như họ là một cái trung tâm tiếng Anh, họ phát ở ngã tư đường phố nếu như đấy là một siêu thị, vân vân và vân vân. Thì voucher là một kênh tôi khẳng định vẫn rất tốt, nhưng cách làm mà không đúng thì sẽ không hiệu quả. Tôi thấy có rất nhiều cách hiệu quả như sau. Thứ nhất là voucher tái mua. Thí dụ như thế này gọi là voucher tái mua. Lần đầu tiên bạn mua hàng như thế này, bạn mua thành công xong, hay bạn đi ăn một nhà hàng, bạn ăn thành công xong, đúng không ạ? Thanh toán anh biết cảm ơn rối rít xong, em gửi anh một cái voucher đưa hai tay ạ. Anh sẽ được giảm giá 100.000 cho lần tiếp theo. Hay là em tặng anh là một chai bia, hai chai bia trong lần tiếp theo. Hay em tặng anh một món ăn rất ngon trong lần tiếp theo. Cái đó tôi gọi nó là voucher tái mua. Và cách các bạn tặng vô cùng khôn ngoan và vô cùng hợp lý. Và như vậy thì khách hàng sẽ có thể sử dụng cái voucher đó rất là tốt. Được chưa ạ? Các bạn nhớ nhé, chúng ta phải sử dụng voucher tái mua và sử dụng một cách hợp lý. Cái cách mà chúng ta phát cái voucher này, cách mà chúng ta tặng tới nó mới ý nghĩa, nó mới hấp dẫn. Còn tôi biết tỷ lệ của voucher bây giờ nó sẽ không cao được nữa. Được chưa ạ? Nó không còn tốt như ngày xưa. Thế rồi tôi kể cho các bạn một cái ví dụ khác về voucher hay còn gọi là về tờ rơi đi, về phiếu mua hàng đi. Được chưa ạ? Thì ví dụ như tôi làm khai trương cửa hàng, thì xung quanh đó bán kính khoảng 3 đến 4 km trở lại. Tôi khai trương một cái cửa hàng bán kính từ 3 đến 4 km. Thì tôi thuê đội ngũ là các bạn sinh viên làm part time, tức là làm thời gian, bán thời gian đấy, đi phát những cái voucher này. Cái voucher là mua hàng là trị giá 100.000, 200.000 tiền mặt, 500.000 tiền mặt, và cộng theo là có một cái món quà miễn phí dành cho các khách hàng đến cửa hàng. Và sau đó ăn mặc đồng phục lịch sự đẹp, đúng không ạ? Đến từng nhà, đến từng cơ quan, đến từng tòa nhà. Đấy, và tìm cách tiếp cận. Tất nhiên là phải tìm cách tiếp cận. Trước đây nha, chúng tôi vào những cái building, đi phát tờ rơi trong building, đương nhiên người ta không cho phát. Bạn bảo phát kiểu gì phát được, đúng không ạ? Vậy ăn mặc lịch sự đi vào, đi qua bảo vệ người ta không hỏi gì cả, lên trên đấy hỏi ai, bảo vào công ty này công ty kia. Thế thì muốn vào được công ty đấy, lần thứ nhất có thể mình không biết, đúng không ạ? Thế thì lần thứ hai mình tìm hiểu, mình sẽ biết mình vào được. Đấy, chứ còn nếu mà mình đi vào mình phát tờ rơi sẽ bị đuổi ra ngay. Thế thì mình sẽ vào đấy và sau đó thì mình tiếp cận những cái văn phòng, mình gõ cửa, mình đi vào và mình gửi một cái phong bì rất lịch thiệp. Bên trong có voucher rất đẹp, rất sang trọng, in ấn đẹp lịch sự. Và tôi đã làm như thế rồi, rất hiệu quả và rất thành công. Khách hàng rất bất ngờ bởi vì đấy là một cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ. Và có rất nhiều khách hàng là phụ huynh mua sản phẩm giày dép của chúng tôi thời điểm chúng tôi khai trương rất là thích, đúng không ạ? Thấy là sao em, sao em lại vào đây được, sao em lại tặng cái này cho chị. Đấy, kiểu như thế. Bởi vì mình có một cái sự tin cậy, mình ăn mặc lịch sự chuyên nghiệp, mình không đi lừa đảo, đúng không ạ? Mình cũng không làm gì cả, mình chỉ bảo là em tặng chị một cái voucher trị giá 500.000, chị đến khai trương ở cửa hàng em mua đồ cho bé, cho cháu, và có một cái món quà nhân dịp được khai trương, chị không cần mua hàng, vẫn được nhận, vân vân. Thì họ luôn luôn welcome những cái voucher như thế. Và cái cách chúng ta đưa, đúng không ạ? Người ta nói là của cho không bằng cách cho. Của cho không bằng cách cho, tức là nếu mà vẫn cái voucher đấy, bạn đứng giữa ngã tư, bạn phát, bạn vung như thế này thì không bao giờ ăn thua. Không bao giờ ăn thua, tôi khẳng định là như thế. Thế cho nên là các bạn cần phải làm sao mà nó phải là hết sức là khéo, hết sức là hay nhá. Voucher vẫn rất là ok. Đấy, các bạn có thể sử dụng một cái kênh nữa là kênh voucher đối tác. Voucher đối tác thì đối tác sẽ đưa voucher cho mình tặng cho khách hàng của mình. Mình đưa voucher của mình cho đối tác tặng cho khách hàng của mình. Nhưng luôn luôn ghi nhớ về cách trân trọng và cách đưa. Được chưa ạ? Tôi sẽ lấy một ví dụ như này mà tôi tin rằng rất hiệu suất. Chúng tôi mở một số các cửa hàng bán giày dép trẻ em, Brown Space ấy.
và dưới một cái thương hiệu là Crown Plus hay là Crown Star, tức là những cái phiên bản nhỏ hơn của cái chuỗi bán lẻ Crown Space của chúng tôi. Các bạn biết là chữ Crown tức là vương miện đấy, hoàng gia đấy, đúng không ạ? Và Space hay là Space tức là không gian đấy, và dịch ra tiếng Việt nó chính là không gian hoàng gia, không gian mang tính chất hoàng gia lịch sự. Thì chúng tôi phát triển cái chuỗi cửa hàng bán lẻ là như thế, Crown Space. Thế chúng tôi ra những cái chuỗi khác nhỏ hơn, Crown Star, Crown Plus, nhỏ nhỏ hơn tại Big C. Thế thì chúng tôi nghĩ ngay ra một cái hướng phát voucher cho đối tác bằng cách nào, đúng không ạ? Chúng tôi in ấn các cái voucher để phát cho chính những khách hàng là những người đi mua hàng tại siêu thị Big C, tại chính chỗ đấy, và nhờ Big C giao cái voucher để cho. Thì rõ ràng khi Big C hay là khi những cái đối tác uy tín họ tặng cho khách hàng của họ, vì khách hàng này đã mua một cái hóa đơn 500 nghìn, 1 triệu, 2 triệu đồng tùy vào chúng ta quyết định, thì cái việc bán hàng sẽ cực kỳ tuyệt vời. Tôi khẳng định với các bạn rằng là các bạn vẫn đang đi phát voucher cho rất nhiều bên nhưng mà không hiệu suất, đúng không ạ? Vậy thì nếu như bạn đang là giám đốc kinh doanh, hay là các bạn đang làm giám đốc marketing, hay là các bạn là nhân viên sale hay nhân viên phụ trách phát triển đối tác, thì cái hướng này là một hướng rất tốt. Ví dụ như bạn là một chuỗi về thời trang dành cho gia đình hay là thời trang dành cho công sở, thì bạn mà bắt tay được với Big C, bạn mà bắt tay được với Vinmart, với những cái thương hiệu chuỗi bán lẻ lớn như Kmart vân vân, giả sử thế ạ, họ cứ hóa đơn của khách hàng mua hàng tại siêu thị chỉ giá 1 triệu đồng được tặng cái voucher đấy, tôi tin rằng cái việc bán hàng sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Tất nhiên đó là còn phụ thuộc vào thương hiệu của các bạn có tốt hay không, và khi đó thì các bạn cần phải thiết kế in ấn và các cái điều khoản rõ ràng ra, đặc biệt là in ấn, mình in ấn nó đẹp, lịch sự, chuyên nghiệp, và cách mình tặng, mình truyền đạt cái thông điệp quảng cáo đó tới khách hàng làm sao cho nó hợp lý, các bạn hiểu chưa ạ? Và đấy là tôi nói về cái phương pháp bán hàng giúp cho khách hàng tái mua, giúp cho khách hàng mua mới, bán chéo và nhờ các đối tác thông qua hình thức là voucher hay còn gọi là phiếu mua hàng, phiếu giảm giá mà hiện nay chúng ta sử dụng rất nhiều, hoặc là những cái code, đúng không ạ? Các cái promotion code, những cái mã giảm giá trực tuyến chúng ta cũng có thể sử dụng bằng các cái ứng dụng hoặc là những cái website, chúng ta tạo ra những cái mã code như vậy, được chưa ạ? Vâng, đây là một cái cách rất là kích thích, vì hiện nay trong nhất là trong ngành bán lẻ, khách hàng họ được chiều chuộng rất nhiều các cái thương hiệu giảm giá liên tục, và khách hàng cũng thường đợi là sale thì mới mua hàng. Thì đây là những cái nghệ thuật để giúp cho các bạn có thể bán hàng tốt hơn. Và nếu như các bạn cần quan tâm hơn về các giải pháp kinh doanh, tăng trưởng doanh số, bán hàng, đào tạo đội nhóm và các cái chiến lược về marketing bán hàng hay là marketing online, thì các bạn có thể liên hệ với tôi là Phan Anh để được trợ giúp và tư vấn. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem cái bài học này, một bài học đơn giản và ngắn như vậy thôi. Xin tiếp tục được chào đón các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.